chào quý vị và các bạn. Rất hân hoan và vui mừng khi quý vị và các bạn ghé thăm kênh Chợ Quê. Và sẵn đây, Hoài Linh xin giới thiệu đến quý vị biết về một cái chợ có trên 100 tuổi rồi quý vị ạ. Đó là chợ Cái Răng. Buôn bán rất là sầm uất quý vị ạ, rất là nhộn nhịp. Bà con tiểu thương ở đây ai cũng dễ thương hết. Mà vì sao lại có 100 năm mà đến bây giờ có thay đổi gì không? Và vì sao lại nhộn nhịp, vì sao lại sầm uất? Thì bây giờ Hoài Linh không có nói nhiều nữa, thì kính mời quý vị và các bạn theo Hoài Linh đi chợ đi rồi mới biết ha. Đây là chợ Cái Răng. Ê, khoai lang ngoài trước kìa. Khoai lang. Ồ, cô bán khoai lang hả? Dạ, bán khoai lang. Dạ. Wow. Wow, khoai ngon quá rồi em. Khoai tím á cô? Dạ, là khoai tím. Không phải là khoai gì cô? Cái này là khoai sữa. Con này là khoai Nhật đỏ. Có khoai vàng nữa cô? Có khoai vàng là khoai khoai Nhật. Ăn nó ngọt hơn là khoai tím. Bán cho con củ khoai tím đi. Cảm ơn. Nhiêu ký vậy cô? Thì quá ký là quá củ vậy. 30. Ký 30.000 hả cô? 30.000. Chào em tí, em thử của khoai ngon tí. Đâu. Wow, khoai tím nha quý vị các bạn, rất là ngon. Ngon lắm. Đây cô nấu sạch luôn ha. Nè, củ khoai rất là sạch. Khoai này là khoai Nhật hết cô? Khoai Nhật, dạ. Con này là khoai tím mà khoai cũng khoai Nhật. Đây là khoai tím. Con này là khoai sữa. Khoai sữa. Khoai sữa. Nè, khoan khoai gì thì lấy khoan. Nãy có nướng đe khét đen rồi mày không chịu, giờ mày dẫn nó ra đây mày kiếm khoai. Cứa miếng. Cảm ơn cô. Rồi đưa những chút cái rồi. Thử khoai tím nha. Wow, ngon lành quá em. Ngon cân. Dạ. Tại giờ cô làm sạch thì mấy cái quý vị các bạn yên tâm ha. Gọi bằng lọc vỏ. Đây. Ăn nguyên vỏ cũng được đó. Wow, rất là ngon. Đi nãy giờ mỗi giò mà chưa hết cái chợ. Bán rất là nhiều quý vị các bạn ơi. Nhưng mà Hoài Linh chỉ ghé những ông bà bán cũng nhỏ nhỏ thôi, vui vui thì ghé hỏi thăm và mua ủng hộ thôi. Giờ đây người ta bán cũng rất nhiều, rất là lớn. Bí xanh, đậu que, dưa lưới gì nữa. Ồ, quá lấy thai luôn. Đây là sạch trái cây luôn ha. Bán đủ trái cây luôn. Trái lụ, trái bơm, trái lê, trái dưa gì đó. Chuối, chuối cao, chuối già, chuối xiêm. Rất là xôm. Đây, cái cô ăn bánh gì lạ dữ vậy? Bánh gì cho cô? Bánh cúng hả? À. Dạ, bánh cúng đó mình ăn sao á con hả? Lột ra mình ăn, lột ra ăn ngon lắm. Lột ra hả? Dạ. Ăn không vậy đó hả? Ăn không. Không có nước cốt gì hả? Có nước cốt ở chỗ này luôn. Bây giờ là nước cốt là cô ấy trong chậu không? Bao nhiêu một cái? Có gì 15.000 á. Có 15.000 hả? Có. Có, nghe ăn bánh hay không? Dạ. Khoai mì nướng. Khoai mì nướng. Con này khoai mì hả? Khoai mì hấp. Dạ. Cô bán bánh gì? Bánh tét hả? Bánh tét. Bỏ thử nè ha. Lấy con bắp đó đi. Mà mấy cái này thì lấy luôn. Ê, ghé đây coi. Dạ. Bỏ thử nè. Có chuyện cuối này nè, nó mày như vậy. Rồi, bye bye cô ha. Dạ. Em có bánh này, có bánh này không? Dạ rồi, bây giờ quá trời bánh luôn rồi, tụi con thích một bánh luôn. Rồi, được rồi, cảm ơn mấy cô nha. Mua nhiều quá rồi. Họ bán gì bưng gì bà? Chè bưởi hả? Ồ, chè bưởi hả? Vô ly ly nhỏ nhỏ vậy đó hả? À. Bao nhiêu một ly hả bà? 10.000 một ly.
Cháu vậy? Bớt đi, lấy 2 ly. Thôi nó giỡn thôi, lấy cho con 2 ly ra, thử ủng hộ bà ha. Mỗi ngày bán được bao nhiêu ly vậy? Chắc ủng hộ 2 ly đi. Dạ. Rồi, cảm ơn bà, chúc bà mua may bán đắt nha. Dạ. Đây, bộ bà bán bánh gì mà thấy tôm không lạ với bà ơi. Tôm. Bánh tôm hả? Có thể ăn bữa hàng đi. Bánh tôm, có ăn tôm được không? Anh ăn tôm cũng được nha. Bao nhiêu một cái hả bà? 10.000 cái. 10.000 một cái bánh tôm luôn. Quá ngon luôn. Bà lấy cái nón nè. Thấy bà chiên đã không? Dạ, bà cười cái này. Tôm đó, anh lên lại cho bà bán đó. Đó. Ai mà ghé chợ cái răng là ghé ủng hộ bánh tôm của bà nha, rất là ngon. Lấy con một cái bánh tôm đi, con ăn ủng hộ bà ấy. Nãy giờ mua quá trời, anh em sách gì đâu. Bỏ bọc không ăn liền. Bỏ bọc đi bà ơi, chắc ăn liền lát về ăn khán giả thấy. Bà bánh tôm của bà bán ở chợ cái răng bà thứ mấy là người ta biết nè. Ừ. Bà thứ tư ở chợ cái răng ha. Đây, rồi, bye bye bà, chúc bà mua bánh đắt nha. Dạ. Ủa bánh này bánh gì vậy? Bà ơi, bánh ít hả bà? Dạ. Ít ngon không bà? Dạ. Bà bán gì có khúm mà, bánh ít nè. Cái này gì vậy bà? Hủ tiếu gạo. Hủ tiếu gạo, rất là ngon. Bánh ít bánh tét. Bà ơi, bánh ít này nó thường là có những đậu, những dừa đậu, bà bán. Dừa hai thứ. Dạ. Lấy còn bao nhiêu một cái vậy bà? Đấy, 3.500. 3.500 à? Dạ. Này mình làm nhà luôn hả bà? Làm nhà. Sao bà còn ra đây ngồi bán nữa? Bà bán ở chợ này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Lấy con một khoai nhân dừa đi. Lấy con nhân dừa đi. Lấy con dừa cái nhân đậu đi. Lấy con cái nhân dừa nhân đậu đi. Cái dạ, ăn ủng hộ bà ha. Giờ mua về trước đi, giờ ngoài chợ đông quá không có ăn cho quý vị xem được. Lát về ăn quý vị xem rồi tới chợ cái răng ủng hộ bà nha. Đó, bà cười rất là tươi. Dạ, rồi. Còn cảm ơn bà, đã bye bye bà ha. Chúc bà giờ vào sức khỏe nha. Tạm biệt bà. Tạm biệt bà. Chua nướng ngon quá quý vị. Tiếp bà đi. Dạ, nhiêu trái vậy bà? 10.000 năm trái. 10.000 năm trái hả? Lấy cho 5 trái đi. Chua nướng. Đây, chuối mình đã chín rồi. Rồi cái mình bỏ lên mình dập dẹp mình nướng. Rồi cái đó gì mỡ hành nữa bà? Đó mỡ hành. Dạ. 10.000 trái. 5 trái 10.000 con. 10.000 chỉ có 5 trái thôi. Đây cái ông phụ bà phụ ở chợ cái răng. Bà phụ ở cái răng đó. Nhà bán cái nước đó. Ở chợ cái răng này mình được lâu lắm hả bà? Mướn nhà đó con. Dạ, đây là mướn. Dạ. Lớn tuổi rồi đâu có làm được. Mướn bé. Rồi, bye bye bà ha. Chúc bà mua bán đắt nha. Mấy đứa nha. Dạ. Rồi, giờ mua chú nướng là lát về ăn cho quý vị xem nha. Bà con ở đây buôn bán ai cũng dễ mến dễ gần hết phải không quý vị? Giống như bà bán bánh đít hồi nãy á, hồi Linh ghé thì hỏi bà ơi bao nhiêu một cái, thì bà nói là 3.500 một cái, thì 2 cái 7.000, mà mình mua 3 cái thì bà vẫn bán 10.000 ba cái phải không quý vị? Dịch hả cô? Dịch nguyên con nghe, bán nguyên con hả? Bán lẻ hả cô hả? Bán lẻ. Dạ, bán lẻ hả? Chưa bán nhiều. Dạ. Mua hai cái gì vàng kia. Rồi, cảm ơn cô. Quý vị và các bạn thấy chợ cái răng thế nào ạ? Phải là rất lớn và rất nhộn nhịp phải không quý vị? Thì quý vị và các bạn nào á có dịp du lịch về Cần Thơ thì nhớ ghé thăm chợ cái răng nhé. Bà con ở đây thì rất là nhiệt tình, rất là hiếu khách. Wow, cô bán gì quá trời vậy cô?
Dạ. Cái này cải gì vậy cô? Cải rổ. Cải rổ hả? Cái này mình làm món vàng nè cô ha. Xào. Món xào ha. Dạ. Cô thấy bán đây thấy được không? Dạ. Cô bán đây lâu chưa vậy? Mới bán. Mới bán hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thôi thì bây giờ Hoài Linh và nhóm thực hiện kênh Chợ Quê xin dừng lại tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hứa hẹn với quý vị và các bạn sẽ có tập quay ở chợ nổi Cái Răng. Thì Hoài Linh và nhóm Chợ Quê sẽ dẫn quý vị đi chợ Cái Răng, chợ nổi Cái Răng như thế nào nha. Và quý vị yêu thích kênh Chợ Quê thì xin like, share và subscribe, nhấn chuông đăng ký để có những tập hấp dẫn tiếp theo nha. Rồi cuối thì Hoài Linh xin thay mặt kênh Chợ Quê xin kính chúc quý vị và các bạn luôn thành công và hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Bye bye và chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong tập tiếp theo nha. Bye bye.